Từ nhiều năm nay, người dân ở gần phòng tập thể dục aerobic tại số 2, phố Kênh Tre, khu dân cư số 7, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương bức xúc bởi tiếng loa của phòng tập này. Sau nhiều lần người dân có ý kiến, chính quyền và cơ quan chức năng cũng nhắc nhở, nhưng chỉ được một vài hôm, sự việc lại đâu vào đó. Thậm chí những người phản ánh còn bị đe dọa, xúc phạm. Mỗi ngày 3 ca tập, sáng từ 5 đến 6 giờ, chiều từ 15 đến 16 giờ và tối từ 19 đến 20 giờ. Tiếng nhạc to cùng những tiếng hô đồng thanh của những người trong phòng tập làm đảo lộn cuộc sống của những hộ dân ở xung quanh. Vào những khung giờ từ 5 đến 6 giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn đang ngủ, hay như khung giờ từ 19 đến 20 giờ là lúc trẻ em đang học, tiếng ồn từ phòng tập gây ảnh hưởng rất lớn, khiến nhiều người bức xúc. Hồi đầu người ta mở thì rất là bình thường, nhưng mà khoảng đến cuối năm thì người ta bắt đầu mở rất là to và gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các hộ dân quanh đây. Đặc biệt hồi đầu là khi mà người ta đến nhịp hô ấy, người ta hô tất cả người tập, người ta đồng loạt người ta hô lên, người ta rú lên. Nên là gần như cái tiếng nó phải gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Nên là rất rất là căng thẳng với chúng em. Cái khung giờ của bạn ấy thì là buổi sáng thì là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Còn cái khung giờ buổi tối là từ 19 giờ đến 20 giờ ấy, là con em học nó rất là ồn, là ồn anh ạ. Và trong cái đó nhắc nhở rất là nhiều lần nhưng mà bạn ấy không rút kinh nghiệm. Bạn ấy cứ mở nhỏ được vài hôm thì bạn ấy lại mở to lên ấy. Tâm ra là dây rất ảnh hưởng lớn đến việc học tập và đời sống của nhà em bên cạnh ấy. Cái mâu thuẫn của các bạn ấy là khi mà bọn em nhắc nhở thì các bạn ấy không hiểu rằng cái vấn đề tiếng ồn từ phòng tập là đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, mà các bạn ấy chỉ hiểu rằng là tập như thế thì mọi người phải theo, các hộ dân xung quanh phải theo các bạn ấy, chứ không ý thức được rằng là cái phòng tập của các bạn ấy đã đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bọn em ạ. Người dân đã nhiều lần gặp gỡ đề nghị chủ phòng tập hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng đến xung quanh nhưng không có kết quả. Quá bức xúc với hoạt động của phòng tập, từ năm 2022 đến nay, người dân xung quanh phòng tập này đã nhiều lần gửi đơn thư đến chính quyền địa phương và phòng văn hóa thông tin thành phố. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thay vì tiếp thu thì chủ phòng tập lại có hành vi lăng mạ đe dọa những người có đơn thư. Khi người dân căng băng rôn và dùng loa để phản đối thì bị đạp đổ loa. Bạn ấy cũng đi mấy nhà xung quanh, còn giữa nhà em với bạn đấy thì bạn ấy cũng có đến nhà chửi bới. Nói chung là xúc phạm lắm, lăng mạ mẹ con nhà em. Và có những hành vi như thế là không được anh ạ. Bây giờ mình thì hoạt động ở đây thì mình cũng phải ấy, chứ bây giờ bạn ấy như thế không được. Mấy cái ngày gần đây thì nhân dân vẫn phản ánh là cái tiếng ồn nó cũng quá cái mức độ cho phép. Chúng tôi cũng đã kết hợp cùng với phường, cùng với phòng văn hóa của thành phố xuống trực tiếp kiểm tra đột xuất, đồng thời yêu cầu chủ tập là không được mở cửa, thế rồi làm cái phòng cách âm để giảm thiểu tối đa cái tiếng ồn để đảm bảo cái sức khỏe cho nhân dân xung quanh. Qua tìm hiểu được biết phòng tập aerobic này của bà Lê Thị Huyền đã được cấp phép hoạt động, tuy nhiên phòng tập được đặt tại một nhà xưởng quây tôn, không được cách âm nên khi hoạt động tiếng ồn làm ảnh hưởng xung quanh, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân.